Xin thân ái mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay Tấm Cúc sẽ gửi đến quý vị một cái mẫu chuyện như Cúc nói bữa trước, là bữa trước Cúc kể về vấn đề mà ở chuyện con cóc đó quý vị. Cóc mà nó trả ơn đó, khi mà được cứu đó. Thì Cúc có giới thiệu là Cúc sẽ kể tiếp cho quý vị nghe cái mẫu chuyện nói về con chó có nghiệp, có quả báo, để mình nghe là đây là một cái câu chuyện mà ở miền Tây mình á, người ta nói có thật á, nhưng mà còn em kể ra thử coi quý vị nào có nghe được hay là không. Hồi lúc trước á, có ai biết không, tại chuyện này là nó rất là nổi một vùng ở miền Tây luôn đó quý vị. Thì hôm nay Tấm Cúc xin phép gửi đến cho quý vị nha. Thì cái mẫu chuyện nó như thế này, trước khi vào cái mẫu chuyện này đi, là em có nghe được một cái bạn này tâm sự như thế này, và trước khi cũng là chuyện con chó luôn, trước khi hả, và cái mẫu chuyện con chó sau này nha quý vị. Thì một cái bạn ở ở đâu đó ở trên mạng, nhưng mà bạn nói là khi mà bạn ra ngoài ngoài Bắc ra chơi á quý vị, thì ra nhà người bạn á, thì ở ngoài đó người ta thích ăn thịt con chó á quý vị đó. Thì cái anh này anh nói anh đi ra đó, bạn mời lại nhà chơi đó, rồi ngày hôm nay lại nhà là tổ chức là cũng như mặn thịt chó ăn. Nhưng mà hỏi cái anh này có muốn ăn thịt chó không, thì anh này nói nó không có ăn, nhưng mà mấy người bạn khác thì ăn, cho nên chủ nhà mới làm, mà làm con chó nhỏ xíu à, chó nhỏ mà ngoài kia bằng chó gì đó không biết nữa, cho nên là mấy hỏi anh này thì anh này không có chịu, anh không có ăn. Nhưng mà nghe chủ nhà kêu cái con chó này bằng con na đó, nó đã đang chạy lẳng quẩn ngoài sân á, nó nhỏ chứ đâu lớn đâu. Nghe chủ nhà kêu na na na, cái con na nó nghe, nó đâu có biết đâu, nó đâu biết là kêu nó vô làm thịt đâu, tưởng nó cưng nó chạy vô cũng có tên đàng hoàng. Thì khi nó chạy vô thì quý vị biết là chủ nhà ôm nó lên và đem nó thẳng ra ngoài phía sau hè. Thì quý vị biết cái gì đó, nghe một cái bóp, một cái là la cái cẳng, một cái là gồi xong, có một nồi giá cầy luôn đó quý vị. Thì anh này nói là anh nghe vậy là giống như anh bị ám ảnh, cho nên là bỏ đi về ăn nước, không ăn mà bỏ đi về luôn. Đó là cái anh chàng anh kể như thế. Thì khi Tấm Cúc nghe được cái câu chuyện mà anh này anh kể, là cái vụ mà con chó mà kêu tên nó mà nó chạy vô, nó không có hay là nó chuẩn bị giết, nếu mà nó hay chắc nó chạy luôn chứ nó đâu chạy vô, đúng không chị? Con này nó chạy vô vậy mà giết nó vậy thì tội nghiệp nó quá đó. Rồi thì Cúc sẽ kể tiếp cho quý vị nghe cái mẫu chuyện là con chó này, nó người ta ăn thịt chó đó. Em kể cái mẫu chuyện này chắc nhiều người sẽ bớt ăn thịt chó lại. Thì câu chuyện này ở miền Tây cũng lâu lâu rồi. Thì có hai cái xu gia, bên trai và bên gái xu gia đó quý vị. Thì hôm nay hai ông bà xui mới tập hợp lại để mà cũng ăn nhậu gì đó không biết nữa, thì cho nên mới mặn chó ăn. Ủa xưa sao khoái ăn chó gì không biết nữa đó. Thì hai ông bà mới, ông xui trai với ông xui gái á, mấy là bắt con chó bỏ vô cái bao, bỏ con chó vô cái bao vậy nè, rồi cột miệng chó lại, cột lại bỏ ăn sao ông hẹ đó, đặng mà nấu cái nước để mà khi mà nước sôi rồi mặn chó đó quý vị. Chưa có cái chảo lớn gì nè, bằng mà bắt nước cho nó sôi, thì trong lúc mà bỏ nước vô để bắt để nấu cho nó sôi á, thì con chó đã bỏ con chó vô cái bao rồi, cột cái miệng con chó lại rồi, và để ăn sao gần cái nồi nước sôi đó đó. Thì hai ông xui này mới lên nhà trên để uống nước trà, uống nước trà đợi cho tới chừng mà nước sôi thì đi xuống đặng mà mặn chó, đặng mà trụng nước sôi cạo lông đó. Thì hai xui gia, xui trai xui gái lên trước có ngồi uống nước trà, ngồi uống cũng tám chuyện gì đó. Thì vô tình ở phía sau hè đó quý vị, mấy cái đứa cháu của ổng, mấy đứa cháu của hai ông xui này là bên thì cháu nội, bên cháu ngoại, nó giỡn làm sao á, nó giỡn không biết như thế nào, mà cái kiểu mà nó thương chó hay là không biết cái khiến xui như thế nào á, mà cái đứa anh á nó giỡn với đứa em, nhưng mà cái đứa anh nó lại nó mở cái bao cho con chó, nó mở miệng bao của con chó, nó mở ra thì con chó nó chạy ra. Chó nó chạy ra thì cái thằng này nè nó sợ, giống như là nó chơi với nhau á, nó sợ ông nội la ông ngoại la hay sao đó không biết nữa, mà nó kêu cái đứa em của nó chui ngược chạy vào trong cái bao, nó kêu cái đứa em của nó là chui vô ngược cái bao đi, giống như để ông nội gầy ông ngoại gì gầy đó, còn thằng còn con chó thì chạy ra rồi, bây giờ còn bao không làm sao, cho nên nó kêu phải quay chạy vô chung vô bao, chung vô bao. Thì cái đứa em nó thấy vậy nó mới chung vô bao, nó có biết trời đất gì đâu. Thế là đứa em chung với bao, cái thằng anh nó lấy cọng dây cột miệng bao mới thì đó, nó cột cái miệng bao lại,
nó cột cái miệng bao lại y cũ, nó để đó, nó kêu đừng có la lên nghe, để ông nội ông ngoại giống như biết mà cưng ở trong đây hay gì đó, để cho tưởng nương chó. Nhỏ cũng ngồi im gu đâu biết đâu, không biết có phải là tụi nó thương chó nó muốn thả, hay là cái duyên cơ, hay là cái khiến xui gì đó không biết. Nhỏ nằm trong im gu thì hai ông xui ở trên uống nước trà, uống đã xong rồi là thấy nước ở dưới đây nó đã sôi rồi đó, cái chảo nước sôi rồi đó, hai ông mới đi xuống để mà mần chó. Thì khi đi xuống là hai ông cầm hai cái cây đó quý vị, cầm hai cái cây á, là quý vị biết cái gì đó, cầm cái bao lên vậy nè, là cứ là quýnh vô cái bao thôi, cứ đập vô con chó cũng như đập vô đặng cho nó chết rồi mới nhúng nước được. Mà quý vị biết cái gì không, cái đứa cháu ở chổng á, cháu nội cháu ngoại, đứa nhỏ nó ngồi ở chổng giống thứ con nít mà đập nó cái bóp thì nó chết bà nó rồi, nó sao nó la nổi nữa đây. Cho nên hai ông mà cứ đập thẳng tay để cho tưởng nó con chó cho nó chết rồi mà, thì đập đó, đập thấy máu đồ cũng chảy ra bao này kia, nghĩ là của con chó mà chứ đâu có nghĩ gì đâu đó. Hai ông còn đập còn hú hí còn cười nó rồi, nó im gu rồi, mới đầu còn nhúc nhích còn nhúc nhích, thì đập chừng nào cho nó hết nhúc nhích thôi, tới chừng mà hết nhúc nhích thì hai ông mới mở cái bao ra. Thì lúc này hai ông mở cái bao ra là nhìn vô tá hỏa tâm tinh, trở lại trời, đứa cháu của mình hai ông đã đập chết queo đứa nhỏ. Thì đó quý vị, cái mẫu chuyện này ngày xưa nó nổi tiếng dữ lắm, mà không biết thiệt hay giả, không biết bà con nào có nghe qua mẫu chuyện này chưa. Nó hồi lúc Cúc còn nhỏ Cúc đã nghe cái chuyện này rồi, cho nên là bây giờ em ấy là sực nhớ lại và em kể lại cho quý vị nghe, là giống như là mình thấy nó rõ ràng là nó một cái nghiệp, nó khiến cho hai ông này là không ăn thịt chó nữa, ông xui trai và ông xui gái này là coi như là nhớ đời và kiểu mà hối hận, mà coi như là tâm thần điên luôn, khi dở ra mà thấy cháu của mình mà nó như vậy là hai ông coi như là hối hận suốt cuộc đời mình đó, nó theo đẳng, nó bị trầm cảm, nó bị tâm thần thần kinh luôn đó, là cái nghiệp đó quý vị. Bởi vì nhiều người mà ăn thịt chó quá trời, chó người ta nói con chó là cái vật tâm linh, nó gần gũi với con người nhất đó quý vị. Từ khi mà con người nói nặng với nhau cái là không thèm nói chuyện với nhau cả đời, còn chó mình la nó mình gầy, đôi khi mình giận quá mình đập nó một cái nhưng mà nó vẫn theo, nó bảo vệ mình lúc nào cũng ngồi. Tấm Cúc cũng có hai con chó nè, Tấm Cúc biết đôi khi mình làm việc căng thẳng mình quạo nó đó, mình ra mình la nó, khi nó im gu à, mình thấy nó lôi đồ đó, mình bực bội dọn dẹp mệt quá mình ra mình la nó, mà nó không có giận mình đâu, mình ngồi đâu nó lại nó ngồi kế mình không vậy đó quý vị. Con chó mình cho nó ăn một lần nó nhớ ơn mình cả đời. Thì cái mẫu chuyện đó thì em mới thấy là giống như cái bữa mà em kể chuyện mà con cóc đó quý vị nhớ không? Con cóc mà nó cứu cái cô Út á, mà khi mà ba cổ mà mặn mặn thịt con cóc để mà đãi cho mấy người bạn nhậu, mà kêu con Út nó ra nó làm giùm nó. Nó ra làm sao khi mà nó vừa mà bắt con cóc ra để trên cái thớt, nó lấy cái dao ra tính tính cắt con cóc á, thì con cóc nó lại chắp tay nó xá vậy nè. Nó chắp tay nó xá vậy nè nên Út nó thả rồi nó bắt con khác ra, con nào cũng chắp tay xá xá cho nên nó thả hết. Thì khi nó thả hết thì hồi ba nó xuống thấy là hỏi nó cóc đâu trơn, rồi nó nói là nó thấy chắp tay vậy đó nó thả hết rồi, rồi coi như thả mắc cái miếng mồi bán của ổng rồi. Ổng tức ổng cầm cái dao của nó đang cầm đó, ổng cầm ổng lụi nó một cái rồi thế là nó chảy máu rồi quá trời. Ổng tưởng nó chết rồi cho nên ổng nhồi nó vô đống gom để mà giống như phi tang cho mấy thằng bạn đừng thấy, gần hồi mấy thằng bạn về ổng ra ổng đem đi lén lén đi chôn đó, sợ quá quýnh nó trơn rồi hết biết đường cho nên phải làm tìm cách đó. Nhưng mà khi mà ổng nhồi nó vô trong đống gom thì ổng lên trước kêu bạn về hết, thì hồi ổng đi xuống thì ổng ra ổng dở gom ra ổng thấy mấy con cóc á nó đã liếm cái vết thương của cô Út này nè, tại cô Út thả nó đó, nó cứu ơn nó liếm khô gan cô Út tỉnh lại, và ổng ôm ổng khóc lên và ổng thề với lòng không bao giờ ổng ăn thịt cóc nữa, là cái ông đó đó quý vị. Là cái chuyện rõ ràng con cóc nó báo ơn, còn cái chuyện hôm nay là nói về con chó, mà con chó nó cũng cũng như vậy đó, cho nên là nó khiến cho là hai xui gia đừng có ăn thịt nó nữa, cho nên nó mới khiến để cho cái thằng anh mà mở cái bao ra rồi cái đứa em chui vô trong cái bao mà đập. Trời ơi cái chuyện này hồi lúc Cúc còn nhỏ nhỏ Cúc nghe mà người ta nói là chuyện thiệt vậy đó, mà em cũng không biết thiệt hay giả nên thì em kể lại với vị, không biết quý vị nào còn nhớ chuyện này không nữa. Hồi đó chuyện này nổi dữ lắm luôn á, trời ơi nghe mà mắc sợ luôn, kiểu như là không phải cố tình mà là nó có cái gì đó nó khiến cho một cho hai ông bà phải hối hận suốt cuộc đời vì cái đứa cháu của mình mà như vậy. Mà không biết khiến làm sao mà để thằng anh nó mở lòng nó cho con em nó giọt vô, không biết nữa. Cho con chó đi ra rồi bỏ con em vô, mình nghe nói mà mình đau xót biết bao nhiêu nữa. Nói vậy giống như cái hồi nãy trước khi em kể này là em nói cái bạn kia em kể chuyện mà đi đi ra mà ngoài Bắc mà mặn con chó đó.
mà đã thương nó rồi, nó đẻ ra đặt nó tên con Na rồi, thương nó rồi mà tại sao mà kêu na 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 đi vô, là nó chạy vô mà đi đập đầu nó như vậy trời. Cái bạn đó bạn nói trời ơi nhìn nó khôn cỡ đứa nít 3 tuổi, giống như mình kêu nó đi lại mình rồi mắc cái gì mình đập nó, trời ăn uống có miếng có ngon lành gì đâu trời, thấy tội nghiệp quá. Phải chi mà nó có, nó không có duyên, nó không có sống được thì nó mắc á, thì mình thả mặn nó nếu mà nó bị mắc, còn nó đang sống tội nghiệp đúng quá trời. Thấy vậy mà em kể cái chuyện này ra cho quý vị nghe luôn đó. Là chuyện nói về con chó, bữa trước con cóc, bữa nay tới con chó. Bữa nay em ngồi chỗ nào cũng kể được. Mong quý vị nghe và chào quý vị nha, hôm khác gặp lại quý vị nữa nha.